khủng long của nhà, cố gắng lên nha em. Tin tưởng em, mình sẽ chiến thắng được khủng long một chút. Đi thôi. Cố lên nha khủng long bọn chúa. Em thắng đi, chị cho em ăn bánh. Ủa, mà em đâu có ăn bánh đâu. Thôi, thắng là được. Khủng long cổ dài, cố lên con. Cố lên nha khủng long bọn chúa. Cắn nó con, cắn nó đi. Đúng rồi, cắn nó đi. Khủng long bọn chúa mạnh quá vậy. Trời ơi, cố lên. Trời ơi, mạnh quá. Nó thôi à. Thôi, thôi. Thôi rồi. Thấy chưa, thấy khủng long bọ chúa của em lại hại chưa? Tức quá đi, khủng long cổ dài mà thua khủng long bọ chúa. Ôi, hiệp hai gắn cây súng vô bắn nè. Giờ gắn súng hay không gắn súng gì cũng thua thôi. Công nhận, con khủng long cổ dài mà đeo cây súng trên lưng thiệt là hoành tráng. Phải chiến thắng gấp thôi. Coi cái súng của em đi rồi nói. Súng em cũng bự chà bá đây nè. Không nói nhiều nữa, chiến đấu. Ừ, khủng long cổ dài, bắn nó đi con. Đúng rồi. Ôi, ôi, một viên. Để chơi đã chưa? Thấy chưa, bên em nè. Nè, bắn đi. Hôm nay mình sẽ dắt khủng long đi dạo nha. Sẵn á, mình có kẹo để mình cho bạn nó ăn. Nè, khủng long ăn luôn đúng không? À, chắc bạn nó không ăn đâu. Thôi để mình ăn. Kẹo ngon quá. Ăn kẹo không chán quá. Bây giờ mình đi tìm anh Titan coi có đồ chơi gì chơi không. Wow, khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài, anh sẽ cho em ăn cỏ để em mau lớn đi chiến đấu nha. Con ăn đi. Ôi, bự hơn một chút. Bự lên nữa đi con. Bự lên, bự lên, bự lên. Ô, bự chút nữa rồi. Bự chút nữa rồi. Nè, kiểu này là chiến đấu, chiến thắng thôi. Ăn đi con, ăn cho mau lớn đi con. Con khủng long cổ dài của anh bự dữ ta. Thấy chưa, khủng long của anh nó mau lớn cực kỳ luôn á. Con khủng long á của anh nó cũng bự đó, nhưng mà không bằng một góc móng tay của con khủng long em nữa. Con khủng long của anh bự như vậy mà không có bằng một móng tay khủng long của em. Vậy là con đó là con gì? Con khủng long T-Rex chứ khủng long gì. Bầu chúa hả? Khủng long bầu chúa nó nhỏ hơn khủng long cổ dài. À, chưa chắc đâu. Trời ơi, tức quá, bây giờ mình đem ra chỗ trống mình đánh thử coi con nào chiến thắng. Ừ, đi. Em không sợ đâu. Đi, đi khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài cố gắng lên nha em. Tin tưởng em, mình sẽ chiến thắng được khủng long một chút. Đi thôi. Cố lên nha khủng long một chút. Em thắng đi, chị cho em ăn bánh. Ủa, mà em đâu có ăn bánh đâu. Thôi, thắng là được. Khủng long cổ dài, cố lên con. Cố lên nha khủng long bọn chúa. Cắn nó con, cắn nó đi. Đúng rồi, cắn nó đi. Khủng long bọn chúa mạnh quá vậy. Trời ơi, cố lên. Trời ơi, mạnh quá. Chút nữa thôi à. Thôi, thôi. Thua rồi. Thắng rồi. Thấy chưa, thấy khủng long bọn chúa của em lại hại chưa? Tức quá đi, khủng long cổ dài mà thua khủng long bọn chúa. Ôi, hiệp hai gắn cây súng vô bắn nè. Giờ gắn súng hay không gắn súng gì cũng thua thôi. Công nhận, con khủng long cổ dài mà đeo cây súng trên lưng thiệt là hoành tráng. Phải chiến thắng gấp thôi. Coi cái súng của em đi rồi nói. Súng em cũng bự chà bá đây nè. Không nói nhiều nữa, chiến đấu. Ừ, khủng long cổ dài, bắn nó đi con. Đúng rồi. Ôi, một viên. Để chơi đã chưa? Thấy chưa, bên em nè. Nè, bắn đi. Trời ơi. Con bọn chúa này nó nhát cây súng bự quá, ai chơi. Hai trận rồi, còn gì để bàn cãi nữa. Khủng long bảo chú của em là nhất. Tức quá. Giờ còn hiệp cuối để anh gỡ vốn. Đợi xíu, anh đi về nhà lấy vũ khí bí mật. Vậy hả? Vũ khí bí mật gì ở đây, trong khi khủng long bảo chúa của em là vua của khủng long. Vũ khí bí mật hả? Hỏi em thấy anh mua rồi. Để coi còn là vũ khí bí mật nữa không. Khủng long cổ dài, lần này mày phải cứu anh mới được. Nãy giờ anh thua không rồi. Lần này là hy vọng cuối cùng để lấy lại danh dự coi. Khủng long cổ dài, hỏi chiến thắng. Phải chiến thắng! Phải chiến thắng! gì vậy? Anh đem vũ khí bí mật tới rồi đấy. Đâu cho em coi rồi. Tét tín tin, khủng long cổ dài. Ủa vậy hả? Ừ, ghê chưa, ghê chưa? Khủng long cổ dài nè, xịn chưa? Gì đây nè? Cái gì? Khủng long bạo chúa cũng có đồ chơi nữa hả? Không sao, không sao. Đợi xíu, đợi xíu. Đợi xíu. Cái gì vậy? Cây súng ấy hả? Này là gì không? Cây súng nè nè, coi nè, coi nè, cây súng nè, ráp vô. Ồ, cây súng ghê chưa? Ghê quá vậy. Ừ, cái gì nè? Sao con này cũng có súng? Thì tức qua đi. Nào, xong. Còn một cái vũ khí nữa. Đây nữa? Đạn đây hả? Là đạn, cây này không có đạn. Ừ, sao anh nói em không có đạn? Ừ, không có đạn. Ấy. Đây ở đây. Đây nè. Sao có đạn nữa? Đây nè. Bắn ra được luôn nè. Bắn luôn hả? Ấy à, trời trời. Thấy chưa? Rồi tức quá. Thôi bây giờ mình thi coi con nào bắn xa nhất chiến thắng đi. Ừ, để coi em thắng anh nữa rồi. Không ngờ vũ khí bí mật của mình lại có con khác. Tức quá. Bí mật lắm luôn. Ừ. Rồi, bắn liền. Coi ai bắn xa nhất. Đúng rồi. Rồi kê vô nè. Cùng một vạch nè. Rồi chuẩn bị nha. Coi ai bắn xa nhất chiến thắng nha. Rồi. Chuẩn bị nha, anh đếm 1, 2, 3 là bắn, coi ai bắn xa nhất nha. Ừ. 1, 2, 3. Ôi trời. Của em thắng rồi. Của em đây nè. Tại sao tức quá, bắn một bàn nó đi, một bàn nó đi. Ừ, cho trở lại luôn á. Dù sao anh cũng thua nè. Thôi bây giờ em bắn trước đi, để anh bắn sau mới chiến thắng được. Bắn đi. Ừ, để em bắn trước nha. 1, 2, 3. Rồi. Đó, xa đấy. Dạ, hơi áp lực rồi nha. Ui. 1, 2, 3. Không chè. Yeah. Chè không. Trời ơi. Tại sao? Rồi yeah. Hay bây giờ mình bắn màn cuối đi. Hồi nãy giờ là hòa rồi. Ừ, coi như 1-1 đi. Bây giờ để coi dán quyết định rồi nha. Quyết định nha. Rồi nạp súng xong rồi. Em là anh trước đi. À cái gì? Trước đi. Bắn trước dễ bị thua lắm á nghe. Anh trước đi, anh trước đi. Căng quá nghe. Bắn đi. Hay anh là 1, 2, 3. Ồ, xa dữ vậy. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi, cách xa dữ vậy. Chiến thắng. Trời ơi. Một khúc luôn. Hết nó đi. Chiến thắng rồi. Khủng long cổ dài. Chiến thắng. Cảm ơn khủng long cổ dài nha. Lần này em đã lấy lại danh dự cho anh rồi. Chưa chắc đâu. Coi như lần này anh ăn hên hết. Chứ lần sau em mua ha khủng long bạo chúa bự hơn vậy mà xịn hơn nữa. Tới đó thì tính. Nhưng mà bây giờ anh vẫn chiến thắng. Yeah.